Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một video giới thiệu về những đây là người Mông nhá. Người Mông họ đang làm công việc đó là hoàn thành một cái váy. Đây, đây là thành phẩm của họ. Thành phẩm của họ sau bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày họ vất vả họ làm việc. Đây. Nếu mà khâu trong thời gian khoảng 3 tháng thì mới được một cái váy này. Nếu mà mọi người cần cù lao động thì trong vòng khoảng 1 tháng thì sẽ được một cái váy như thế này. Đây là cái áo này. Cái áo của một người trẻ con, một cái đứa bé. Thì đây, khâu rất là tỉ mỉ, rất tỉ mỉ luôn các bạn ơi. Những cái chỉ rất nhỏ này, nhỏ xíu như này. Đấy, rất nhỏ. Đây là những cái công đoạn đầu tiên chưa hoàn thành. Đấy, rất tuyệt vời. Họ rất là cần cù, họ lao động vất vả. Và đây là thành phẩm của họ. Đây là đứa hai chị em nhà người Mông rất là nhỏ đây. Đây, đây là cái áo của họ đây. Áo của họ rất tỉ mẩn. Đấy, họ dùng đường kim mũi chỉ họ khâu. Đây. Cái váy cũng rất là tỉ mẩn. Đây, còn đứa bé rất dễ thương này. Ok. Đây đây là quang cảnh người Mông họ đang đi làm công việc hàng ngày đây. Rất là bình dị thôi. Đó, những bộ trang phục rất là cầu kỳ, rất đẹp mắt, rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn mọi người. Đây là phụ nữ người Mông. Họ đang hoàn thành những cái công đoạn làm váy. Mọi người có thể thấy được rằng là đường kim mũi chỉ rất là nhanh, rất là chuẩn xác, rất tuyệt vời. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay, thú vị, hãy để lại một like, một chia sẻ dành cho tất cả mọi người có thể biết được những điều tuyệt vời ở những nền văn hóa của người Mông. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn.